quý vị và các bạn, hôm nay mình sẽ tiến hành thử tải cái chiếc xe nâng bàn 250kg này các bạn. Nó như 250kg này mình thử tải một cục tải này là nó gần 300kg các bạn. Đây là này là đường kính 500 và cao gần 2 tấc. Và mấy cái chỗ khác thì nó còn hơn 500 nữa chứ không phải 500. Nó gần 600-700 gì nữa. Nó tổng cái chiều dài này từ đây qua đây các bạn là 700 á. Cho nên cái cục này là gần 300kg. Cái xe là có 250kg thôi. Giờ mình sẽ tiến hành mình thử tải cho các bạn coi. Rồi giờ đây đó, giờ tiếp cho đặt lên, các bạn đặt cái xe lên, nó đẩy đi nó nhẹ nhàng, bẻ lái rồi này kia nó lối đuôi ha, nó rất là nhẹ nhàng các bạn. Đó. Nó là hàng nó quay ha, thấy không? Xe nó xoay, nó lái. Rồi rất là nhẹ nhàng là ok. Rồi bây giờ mình sẽ bơm lên cho các bạn coi, rồi mình xả xuống như thế nào. Đó mình bơm lên rồi đây. Đó thứ nhất là các bạn bơm lên nè, đạp nó thì đúng không? Vừa chân các bạn, cũng không có nặng lắm. Đó, như vậy là 250kg mà chắc cần 300kg. Đạp lên mà nó ok, là nó cũng có cái chân mà cảm thấy là nhẹ. Rồi đó. Nó hàng của Nhật. Nó xài không phải là hàng của Tàu, cho nên tất cả các cái thắt thép nó không có bị biến dạng khi mà mình chắc cái tải lên đó các bạn. Đó thấy không? Đó, thì bây giờ trước một cái xe nâng như vậy các bạn đẩy bơm lên. Rồi đẩy tới đẩy lui, chất tải lên đầy, đẩy tới đẩy lui vẫn nhẹ. Là cái thứ nhất, cái thứ hai là bây giờ á là các bạn bơm lên xong rồi để mấy tiếng đồng hồ nó bằng im vị trí này nó cũng tụt xuống. Đó là cái van đóng mở này là ok. Rồi cái van nó bên trong nó có hai cái van van từ gu và van van một chiều. Đó là hai cái van nó cũng đóng kín, nó không có bị rò rỉ. Thì đó các bạn thấy không? Nó bơm lên để yên quá, không có bị tụt xuống. Rồi mình bơm lên nữa, khi mình bơm lên nữa thì ngay chỗ này nè, đó là cái van tràn, các bạn có bơm lên nữa nó không lên nhưng mà vẫn bơm được, có van tràn, có cái van tràn rồi. Còn cái mây đèn có bơm mình cứ ngắt thì đó là cái van tràn nó ép quá. Chỗ này là chả chiều cao của nó khi nó lên có tải các bạn, nó tầm khoảng 81mm, 81cm. Đó, rồi bây giờ mình xả xuống cho các bạn coi nha. Thì đó thì dùng xả làm dặn cái này cho nó êm ái, nó nhẹ nhàng nè, này đó thấy không. Rồi đó đang xuống các bạn, mình xả chậm ha, êm ái nhẹ nhàng, muốn nhanh ha, mình nói nhanh lên nè. Đó rồi giảm lại, nó đứng yên hoặc là nhẹ lại đó, thấy không. Rồi bơm đi, nó vẫn không có bị lắc, không bị trong trên, không bị lật. Rồi đó, bây giờ nó cao vậy nè, nó là các bạn đẩy đi nè, thấy không? Nó không bị lật, êm ái nhẹ nhàng. Rồi đó. Nó là hàng nó chất lượng, nó làm tính nó cái tải nó dư là các bạn đó. Rồi đẩy nó đi, rồi đó. Đó là cái xe này thử tải ok.